Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh Đi Audio Sài Gòn. Và quý vị đừng quên là hãy nhanh tay nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh để quý vị liên tục khi mà Bi update một cái video gì lên thì nó sẽ báo cho quý vị biết, để quý vị khỏi bỏ lỡ những cái sản phẩm mà quý vị đang săn lùng. Và quý vị nhớ là mình còn có cung cấp thêm USB chất nhạc sẵn. Và nhạc bên mình là nhạc lossless chất lượng cao nha quý vị, không phải nhạc MP3 hay là nhạc YouTube đâu. Và cái điểm lợi của khi chúng ta nghe nhạc qua cái USB này thì chúng ta khỏi bị làm phiền bởi quảng cáo. Hoặc là khi chúng ta đi xe hơi thì nếu mà những anh xe hơi đi đường xa hoặc là rất là thích nghe nhạc thì chúng ta có một cái USB này nó sẽ rất là ok, rất là dễ sử dụng, rất là tiện nữa. Còn ở nhà thì quý vị có thể gắn không có đầu CD thì chúng ta dùng USB này gắn trực tiếp vào cái cổng của TV đời mới, TV thông minh hoặc là laptop thì quý vị cũng nghe được rồi. Và giá của nó rất là rẻ so với 200 cuốn CD. Tại vì với dung lượng 128GB thì nó chứa gần 200 cuốn CD nha quý vị. Và quý vị nào cần thì nhớ alo cho mình để mình gửi cái USB này, USB hoàn toàn mới. Còn ai muốn mua USB không thì mình không có bán, bởi vì mình cũng mua lại thôi. Tại vì USB hoàn toàn mới này thì rất là dễ mua. Quý vị nào cần thì quý vị ra tiệm, mấy cái tiệm điện máy thì giới di động rồi nó bán rất là nhiều. Nên là B không có bán cái USB này bán làm gì, tại vì ở đâu cũng mua được cái này hết. Còn nhạc lossless chất lượng cao thì quý vị nhớ liên hệ mình nha, chứ không phải ở đâu cũng có. Và hôm nay Bi sẽ giới thiệu đến quý vị một bộ phối ghép đến từ Nhật Bản, một con âm ly đến từ hãng Denon với model là BMA 2000 nha quý vị. Một con âm ly rất là đẹp, rất là gấu quý vị ạ. Công suất của nó là 250W, nó đánh được hai cặp loa nha quý vị. Đánh một cặp loa thì loa từ 4 tới 16 ohm, còn đánh hai cặp loa thì bắt buộc phải loa từ 8 ohm trở lên, và nó đánh được cả bi quay nữa. Con ly này thì Bi có tháo bên trong ra rồi, cũng có video rồi, nên nếu như ai cần xem bên trong thì quý vị có thể kéo xuống thì quý vị thấy được bên trong Bi tháo ra. Còn hôm nay thì mình ghép với một đôi loa thôi chứ mình không có tháo ra nha. Con ly này bao đẹp quý vị ạ, cực kỳ đẹp, rất là nặng, rất là gấu luôn. Dòng này nó chạy 2 tăng phô và nó chạy 4 con sò bót phép nha quý vị, rất là đẹp, cực kỳ đẹp, không có chỗ nào mà nó trầy, nó xước gì đâu, rất là ok nè. Và mức giá bán cái con Denon 2000 này là 12 triệu đồng. À xin lỗi, 13 triệu đồng chứ, 13 triệu đồng nha quý vị. Và bây giờ mình sẽ ghép với một đôi loa. Đôi loa này đến từ hãng Onkyo với model D66GX. Nó có 3 loa nha quý vị. Một loa bass với đường kính 27, màn giấy găng vạ găng mút, một loa mic và một loa track. Lỗ thông hơi quý vị quay, quý vị thấy lỗ thông hơi nằm phía trước nha. Dòng này thì nó có độ nhạy là 91 dB, trở kháng của nó là 6 ohm, công suất thì nó dao động từ 40 tới 120W trên một thùng. Dòng này nó có dòng loa left right hay còn chúng ta nói là trái phải, quý vị nhớ nha, có loa trái phải nha quý vị. Trái phải thì quý vị nhìn vào cái bố trí của loa mic và loa track, chứ còn loa bass thì nó như nhau rồi. Cách bố trí của loa mic và loa track và lỗ thông hơi thì quý vị biết đâu là loa trái và đâu là loa phải. Và cái cặp Onkyo này cũng rất là đẹp quý vị ạ, nó rất là đẹp. Nó có chiều cao là 59, chiều rộng là 32,5, chiều sâu 32. Thì hôm nay mình sẽ ghép với cái con âm ly Denon này để quý vị nghe cái chất âm của bộ phối ghép này như thế nào. Nói chung là loa cũng đẹp và âm ly cũng đẹp quý vị ạ. Còn hôm nào mà có về hàng 66 thì Bi bán sổ luôn. Còn nay hàng đẹp nha quý vị. Và đôi loa này Bi bán mức giá là 8 triệu đồng. Vậy một bộ này là 21 triệu. Ai thích mua lẻ thì mua, còn nếu như cảm thấy mình phối hợp thích lấy nguyên bộ thì lấy thôi, không sao.
xong đi qua một lượt nữa rồi Vi sẽ mở nhạc nha. Quý vị nhớ theo dõi D66RX Onkyo. Ít khi nào về được cặp loa đẹp như vậy đúng quý vị ạ. À? Và bên mình bán hàng là mình quay cặp nào mình gửi cặp đó. Và cũng báo quý vị là Bi chỉ có một cặp loa này thôi. D66RX Bi đang hiện tại là Bi đang có một cặp thôi. Nên cặp Bi quay Bi sẽ gửi cho quý vị nha. Nhưng quý vị yên tâm, bên mình thì không có chuyện quay cặp này mà gửi cặp khác đâu nha. Và bây giờ Bi xin mời tất cả quý vị đang xem video của mình hãy cùng thưởng thức một bản nhạc của cái bộ phối ghép đến từ Nhật Bản này. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.